hội truyền thống của xã Tuyên Lục bắt đầu từ thế kỷ thứ 17 tái hành hội lệ. Ngày hội truyền thống sẽ tổ chức 3 ngày từ 18, 19, 20. Đến nay thì các hậu duệ con cháu vẫn theo tục lệ của truyền thống các cụ cha ông truyền lại. Có thể khẳng định rất là vui, bởi vì là mình đi làm xa rất là lâu rồi. Hôm nay được về quê thì thấy khung cảnh hội truyền thống và lễ hội truyền thống của quê mình thì cảm thấy rất là phấn khởi. Năm nay thì nó cũng không được đông như năm ngoái, bởi vì là các bạn biết đấy, công trình chùa đang tu sửa. Thế nhưng mà dù sao không khí lễ hội rất là vui, mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Đối với lễ hội của Tiên Lục thì hiện nay là quy mô so với huyện Lạng Giang là rất là lớn. Thế đối với các cái hoạt động trong lễ hội ấy, thì sau cái phần lễ thì tổ chức các cái lễ tế lễ này, rồi thì rước, rồi kéo chữ, kéo cầu. Đấy là một cái nội dung của phần lễ. Về phần hội thì tổ chức các cái hoạt động trò chơi dân gian. Hàng năm thì mỗi cái dịp lễ hội này thì có thể nói là thu hút cái lượng khách thập phương về tham gia rất là đông, có thể lên đến hàng chục nghìn người. Tổ chức trong 3 ngày thì có thể là lên đến hàng 20-30 ngàn người.